sao trên trời. Kênh để theo dõi những video mới nhất. Và nếu thấy hay thì nhớ thích và chia sẻ để mọi người cùng xem nhé. Ốc Thanh Vân cho biết do ung thư di căn nên chân trái của Mai Phương có dấu hiệu bị teo so với chân phải. Ngày 10 tháng 9, Mai Phương xuất viện sau 20 ngày điều trị tại bệnh viện 175. Cô được các bác sĩ tặng hoa, thăm hỏi, động viên tận tình trong suốt thời gian chữa bệnh và ngày xuất viện. Nữ diễn viên bật khóc trước tình cảm bạn bè, các bác sĩ dành cho mình. Trên trang cá nhân, Mai Phương lần đầu chia sẻ cảm xúc sau khi đón nhận tình cảm và sự giúp đỡ của mọi người. Hôm nay là một ngày rất đẹp với Phương. Khởi đầu khả quan này là niềm hy vọng, niềm tin của Phương để đền đáp tình thương của mọi người. Và Phương sẽ cố gắng kiên nhẫn tới giây phút cuối cùng, Mai Phương viết. Cô khẳng định chính tình cảm mọi người dành cho mình là động lực để cô mạnh mẽ vượt qua tất cả. Trong những ngày Mai Phương nằm viện, Ốc Thanh Vân và nhóm bạn thân thay phiên chăm sóc, nói về vận tình của người em thân thiết. Ốc Thanh Vân cho biết, sức khỏe Mai Phương đang ổn định sau hơn 3 tuần nhập viện và sau hơn 1 tháng biết về bệnh. Bác sĩ cho phép em được điều trị ngoại trú, nghĩa là về nghỉ rồi đến đợt lại vào viện, chứ không phải xuất viện chính thức. Ốc Thanh Vân hài hước miêu tả Mai Phương của hiện tại, sau khi dùng thuốc, khối u đang thu nhỏ lại, thích ứng thuốc tốt. Người ta dùng thuốc này là mạch nổi đầy mụn, mà em tôi vẫn đẹp lời ngời, chỉ có mụn li ti hai bên cánh mũi thôi. Phải nói là em đẹp như chưa từng có cuộc di căn. Diễn viên cô gái xấu xí cũng cập nhật thêm chân bên trái của Mai Phương đang có dấu hiệu bị teo so với bên phải. Đó là hậu quả của di căn xương. Vì thế Mai Phương phải vận động, đi lại nhẹ nhàng để không ảnh hưởng tới xương và chân. Bị bệnh nặng nhưng Mai Phương may mắn khi bên cạnh có nhiều người chăm sóc, giúp đỡ. Bên cạnh nữ diễn viên trong những ngày nhập viện là bạn thân Bảo Như và hai người em. Gần đây, cô còn được một người chị nấu đồ ăn ngon mang vào viện mỗi ngày. Mai Phương nhập viện chữa trị bệnh ung thư phổi vào đầu tháng 8. Nữ diễn viên nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ vật chất của khán giả khắp nơi qua tài khoản của chính cô và nhiều đồng nghiệp như Vân Ông hơn 800 triệu đồng, Đại Nghĩa hơn 800 triệu đồng, nghệ sĩ Hùng Vân gần 300 triệu đồng, Cát Phượng, Kiều Minh Vấn hơn 600 triệu đồng. Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng và Lệ Tiên đã gửi 300 triệu đồng cho Mai Phương sau khi tổ chức đêm nhạc tình nghệ sĩ. Bạn bè nhận xét Mai Phương là cô gái mạnh mẽ, bản lĩnh. Đối diện với căn bệnh quái ác, cô luôn lạc quan, mỉm cười. Nam ca sĩ Phùng Ngọc Huy, tình cũ của diễn viên Mai Phương, đồng thời là cha đẻ của con gái cô, mới đây chính thức lên tiếng. Ở hải ngoại, Ngọc Huy liên tục bị chỉ trích vì một số cư dân mạng cho rằng anh bỏ bê mẹ con Mai Phương, khiến cô phải lao động vất vả nên sinh bệnh ung thư. Có những người tới tận gia đình anh đập phá, có người kêu gọi tẩy chay không cho anh đi diễn. Trang cá nhân được Phùng Ngọc Huy tạm khóa, chỉ để chế độ xem được với những ai là bạn bè vì có nhiều người vào chửi với. Sau khi im lặng, đến ngày 26 tháng 8, nam ca sĩ quyết định chính thức lên tiếng lần đầu tiên. Anh nhận lỗi lầm vì đã không chăm sóc được cho mẹ con Mai Phương nhiều hơn. Tuy nhiên, anh khẳng định chưa bao giờ bỏ bê trách nhiệm của một người cha. Anh cũng chia sẻ tình hình gia đình anh bị quấy rối, đập phá ra sao. Anh cầu xin mọi người hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh khi anh muốn về Việt Nam nhưng hiện tại chưa thu xếp được. Dưới đây là toàn bộ bài viết của Phùng Ngọc Huy được chia sẻ từ Mỹ. Gửi tất cả những người bạn và những người đang quan tâm đến chuyện của Huy và Mai Phương trong những ngày qua. Đây sẽ là lần đầu tiên và lần duy nhất Huy lên tiếng về việc này, bởi vì lúc này điều quan trọng nhất không phải là Huy, mà là sức khỏe của Mai Phương và cuộc sống của bé La Vi. Những ngày qua Huy chịu rất nhiều áp lực và chỉ trích, thậm chí chửi rủa và kêu gọi tẩy chay. Và cho đến giờ chuyện này đã đi quá xa, làm ảnh hưởng đến gia đình của Huy, và nhất là ảnh hưởng đến tâm trạng và sức khỏe của Mai Phương. Nên hôm nay Huy buộc phải lên tiếng. Huy có lỗi khi đã không lo lắng được cho mẹ con Mai Phương nhiều hơn, nhưng Huy chưa hề bỏ bê mẹ con Phương. Huy ở bên Phương trong giây phút vượt cảnh, cùng tổ chức sinh nhật đầu tiên cho con. Mặc dù khi đó Huy và Phương đã không đủ duyên nợ để đi tiếp cùng nhau, nhưng cả hai đều mong muốn giữ mối quan hệ thật tốt vì La Vi. Sau khi Huy sang Mỹ định cư lúc La Vi lên 2 tuổi, Huy và Phương vẫn là những người bạn tốt của nhau, vẫn giữ liên lạc thường xuyên, vẫn gọi điện để La Vi không quên mạch ba. Phương cũng hiểu tình hình của Huy nên không đòi hỏi chu cấp, nhưng thỉnh thoảng Huy vẫn gửi quà và hỗ trợ một phần nhỏ để lo cho bé La Vi. Trong những ngày vừa qua khi biết tin Phương lâm bệnh, Huy sốt và rất buồn.
2 tuần trước lúc mới biết tin, Huy còn không thể tin được sự thật và còn khuyên Phương đi khám lại vài nơi cho chắc chắn. Nhưng điều không ai mong muốn đã là sự thật. Huy hụt hẫng và dưới sự tấn công dồn dập từ cộng đồng mạng, Huy hoàn toàn suy sụp tinh thần. Huy rất muốn bay về ngay với Phương và bé La Vi. Huy ước mình có thể làm được điều đó, nhưng hiện giờ vì một vài lý do bất khả kháng nên Huy chưa thể về ngay được. Huy mong là trong thời gian gần, vấn đề của Huy có thể giải quyết ổn thỏa, lúc đó Huy sẽ lập tức bay về Việt Nam. Huy nói điều này là thật tình, mong mọi người cảm thông cho Huy, vì tương lai của bé La Vi, hiện giờ khi việc bên Mỹ vẫn chưa ổn. Huy chưa thể về Việt Nam. Huy vẫn liên lạc với Phương mỗi ngày để động viên và ủng hộ tinh thần cho Phương, khuyên Phương phải luôn kiên cường và giữ tâm thái thật tốt để chống chọi với bệnh tật. Bên cạnh đó, Huy cũng thường xuyên liên lạc với những người bên cạnh chăm sóc Phương để cập nhật tình hình sức khỏe của Phương và cuộc sống của bé La Vi. Phương hiện giờ đang tiếp nhận trị liệu, nhưng vẫn khuyên Huy giữ gìn sức khỏe và đừng buồn vì những lời công kích không hay trên mạng. Trong những ngày qua, bên cạnh việc tấn công vào cá nhân Huy, thì có những bạn quá khích đã đến tận nhà Huy đập cửa phá rối, và có những lời nói không hay đến ba mẹ và gia đình Huy. Còn đối với Huy, vài ngày gần đây, mỗi khi Huy đăng lịch diễn, thì các bạn lại vào để lại những comment rất nặng nề và khiếm nhã, thậm chí đe dọa ông đầu là nếu có sự xuất hiện của Huy thì sẽ tới phá rối. Các bạn ơi, Huy cần phải kiếm sống để còn có thể có khả năng hỗ trợ mẹ con Phương, chẳng những trong lúc này mà còn trong tương lai của bé La Vi. Nếu Phương mang bệnh, còn Huy cũng mất đi phương tiện kiếm sống, thì sau này bé La Vi sẽ như thế nào đây? Còn trong mối quan hệ của Phương và Huy, chuyện tình cảm là chuyện của hai người. Huy chỉ có thể nói là hiện giờ Huy và Phương vẫn là những người bạn tốt, quan tâm lẫn nhau, vì có chung một tình yêu là bé La Vi. Xin các bạn giúp Huy và Phương giữ được mối quan hệ đẹp này. Có đến với ai hay đồng hành cùng ai thì cũng đều là sau khi Huy và Phương đã không còn bên nhau. Xin các bạn tôn trọng quyền riêng tư của Phương và Huy, mà không đào sâu vào vấn đề này để gây ảnh hưởng đến tinh thần của cả hai. Khi một người thì đang chữa trị bệnh, và một người thì đang cần mưu sinh, xin các bạn đừng tấn công Huy, gia đình và những người bên cạnh Huy. Vì chuyện này không ai mong muốn xảy ra, và điều quan trọng nhất hiện giờ là sức khỏe của Phương. Huy cảm ơn rất nhiều những người đang bên cạnh chăm sóc cho Mai Phương và chăm lo cho Lê Vi trong lúc này. Huy cũng cảm ơn những sự quan tâm và những đóng góp giúp đỡ cho Phương trong suốt những ngày qua. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nghệ sĩ Lê Bình nhập viện vì ung thư phổi giai đoạn 4 chỉ mới được một số anh chị em nghệ sĩ biết từ ngày 23 tháng 8. Sau hơn 3 tháng ông nằm viện điều trị, sau khi thông tin được lan rộng trên mạng xã hội, nhiều khán giả, Mạnh Thường Quân đã ngỏ ý giúp đỡ nhưng nghệ sĩ phân vân chưa muốn nhận. Được sự động viên của gia đình cùng thuyết phục của bạn bè, người hâm mộ, nghệ sĩ Lê Bình sau đó đã đón nhận tình cảm của mọi người. Cách đây ít giờ, ông bất ngờ đăng clip trên trang cá nhân thông báo tin vui được tạm thời xuất viện. Lê Bình viết, xin cảm ơn và thông tin. Lê Bình chỉ ở bệnh viện hôm nay, chiều nay được về nhà rồi. Chờ 20 ngày sau tiếp tục tái khám điều trị. Xin anh chị em bằng hữu khỏi ghé bệnh viện vào ngày mai để khỏi mất thời gian. Xin cảm ơn. Cùng với đó, diễn viên đất Phương Nam gửi lời cảm ơn tới những người dành cho ông tình cảm trân quý nhất. Tôi gửi lời cảm ơn đến những người thân quen, anh em đồng nghiệp, khán giả ở xa, biết mặt hay không biết mặt, đã chuyển khoản hoặc đến tận nơi tặng cho Lê Bình những món quà ưu ái. Để Lê Bình có điều kiện vượt khó khăn này, đó là tấm lòng mà Lê Bình không bao giờ quên. Nhắc lại lý do giấu bệnh, nghệ sĩ cho hay, khi tuổi già tới thì người ta hay buồn phiền, mặc cảm, lẫn đến một khoản tích lũy về già, nếu có khoảng 50-60 triệu cũng chỉ tạm đủ cho từng miếng ăn, không đủ tiền chống chọi khi bệnh tật. Bên cạnh đó, khi chia sẻ với phóng viên, Lê Bình cũng cho hay, tôi giấu mọi người được hơn 3 tháng phần vì không muốn anh em lo lắng cho mình, phần vì tự trọng mình không cho phép than nghèo kể khổ. Ai hỏi vì sao đầu trọc, tôi bảo cạo đầu để đóng phim. Đến chừng nào không đủ sức lo liệu, tôi mới nhờ đến mọi người giúp đỡ. Con gái của nam nghệ sĩ cho biết, nghệ sĩ Lê Bình đang điều trị nhưng vẫn đi quay phim. Hiện tại, bố tôi còn vướng hợp đồng phim nhiều nên phải quay cho xong.
với lại, bố thích làm việc, không muốn nghỉ, con gái nghệ sĩ Lê Vinh chia sẻ thêm. Nghệ sĩ Lê Vinh khiến khán giả xúc động khi lựa chọn nằm giường hành lang giá 200.000 đồng ngày để tiết kiệm viện phí. Tâm sự về thu nhập ở tuổi 65, Lê Vinh cho hay, hiện tại ông không thể đóng các vai chính, đa phần là vai nhỏ, khách mời. Vì thế các xe cũng chỉ vừa đủ. Tuy nhiên, ông chỉ mong cuộc sống an yên, không bệnh tật. Nhân clip chia sẻ này, Lê Vinh cũng nhắn nhủ với con nuôi và học trò, thầy gặp tình cảnh này mới thấy được tình cảm của mọi người. Khán giả dành cho bản thân, thầy rất vui, hãnh diện và hạnh phúc vì có nhiều người quan tâm, nhớ đến mình. Đó là hạnh phúc của người nghệ sĩ trong môi trường nghệ thuật. Sau khi các con ra nghề, phải giữ được phong cách làm nghệ thuật xứng đáng để không phụ lòng những người tin tưởng mình. Chịu bỏ thời gian công sức đến xem mình diễn. Cuối clip, ông đặc biệt gửi lời cảm ơn đến Quốc Thuận đã giúp đỡ rất nhiều trong việc đón nhận hỗ trợ từ mọi người. Lê Bình thẳng thắn nói, nhờ sự giúp đỡ của mọi người, ông sẽ có tích lũy để có khả năng vượt qua được bệnh tật. Tương lai lại trở về với công việc. Đồng thời, Lê Bình cũng gửi lời cảm ơn mọi người một lần nữa và gửi lời chúc sức khỏe. Nghệ sĩ Lê Bình và Mai Phương đều đang điều trị bệnh ung thư phổi tại Bệnh viện Quân Y 175. Cách đây không lâu, nghệ sĩ Lê Bình đã chia sẻ lên trang cá nhân hình ảnh diễn viên Mai Phương cùng một số đồng nghiệp đến thăm hỏi. Chú thích cho khoảnh khắc đặc biệt và đầy xúc động này, diễn viên đất phương Nam viết bệnh tham bệnh, vui tình nghệ sĩ. Theo chia sẻ mới nhất từ đồng nghiệp, hiện tại Mai Phương ăn được, ngủ được và rất lạc quan trong quá trình điều trị bệnh ung thư. Diễn viên Lê Bình sinh năm 1953. Trong hơn 30 năm theo nghề, Lê Bình đã có hơn 200 vai diễn. Nam diễn viên từng góp mặt trong hơn 60 phim điện ảnh và phim truyền hình. Ông được khán giả biết đến nhiều qua những bộ phim như Mùa Len Trâu, Đất Phương Nam, Việt Kêu Đồng, Cô Gái Xấu Xí,